Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé Ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo Arop đến từ cái dự án Super c Thì chúng ta sẽ nhận miễn phí 100 triệu cái đồng token Super c này Ok thì xin mời các bạn hãy cùng mình bấm vào nút Start để chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ Arop thì ở đây cái dự án này nó cung cấp cho chúng ta sẵn cái mã con chắc nhé các bạn các bạn có thể copy cái mã con chắc ở đây để chúng ta thêm cái đồng token super c ba này vào trong cái ví chốt con hoặc là metamet mạng bsc nhé các bạn rồi ok thì xin mời các bạn hãy đến với cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào follow twitter rồi ở đây thì các bạn bấm theo dõi cho mình tiếp theo các bạn kéo lên đó, các bạn bấm tim bấm mũi tên đảo chiều nhé Rồi sau đó thì các bạn quay trở lại bot và chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram à Instagram các bạn kích vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn bằng trí chỉ trình duyệt internet. Ở à, đây thì các bạn bấm vào theo dõi. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại bot. Chúng ta sẽ follow Twitter của nhà phân phối kiểu Aerop. Ở đây thì các bạn bấm theo dõi. Rồi sau đó các bạn quay trở lại bot. À, chúng ta đến với cái nhiệm vụ này các bạn kích vào đây thì ở đây thì các bạn bấm tim bấm mũi tên đảo chiều cho mình và sau đó thì chúng ta sẽ bấm comment nhé thì các bạn có thể copy mượn cái nội dung của các bạn ở đây thì mình sẽ mượn một cái nội dung nào đó của các bạn ở đây mình sẽ comment vào đây Đó, sau đó thì mình sẽ chuyển xe lên mình nhập bấm vào comment đây các bạn dán cái comment vào đây rồi tiếp theo ở đây thì mình sẽ thay đổi ba cái người bạn ở đây mình sẽ thay đổi người khác này kích vào đây nó cứ nhảy đoạn này các bạn rồi mình sẽ thay người khác nhé các bạn, à, các bạn sẽ tăng ba người bạn khác. cái này thì các bạn có thể tăng bao nhiêu người bạn cũng được nhé rồi sau đó các bạn bấm trả lời này tiếp theo các bạn bấm xem và sau đó thì ở đây các bạn bấm vào nút chia sẻ cho mình sau đó các bạn bấm sao chép liên kết rồi các bạn quay trở lại với phần nhiệm vụ rồi, chúng ta sẽ roi à, vào cái à, cái nhóm adob à, của nhà phân phối kèo adob này các bạn bấm roi sau đó thì các bạn quay trở lại các bạn kích vào đây tiếp theo đăng ký kênh youtube nhé thì ở đây thì mình trước kia kèo trước thì mình đã đăng ký kênh youtube rồi mình sẽ không đăng ký nữa còn nếu như bạn nào mà chưa đăng ký kênh youtube thì các bạn kích vào cái youtube này các bạn đăng ký kênh sau đó các bạn quay trở lại bot chúng ta join vào hai cái nhóm này rồi sau đó thì các bạn tiếp join vào nhóm telegram group ở đây thì các bạn có thể chat ở đây nhé các bạn rồi sau đó thì các bạn quay back lại chúng ta bấm check rồi tiếp theo các bạn bấm vào join adobe tiếp theo các bạn bấm vào submit rồi ở đây hỏi mình đã tham gia hai vào nhóm này chưa nếu tham gia rồi các bạn bấm đô nhé rồi tiếp theo yêu cầu mình gửi cái link trang cá nhân twitter thì nãy mình đã copy cái link đó các bạn dán vào đây thôi sau đó thì các bạn dán những cái à, các bạn xóa cho mình những cái à, số đằng sau đi mình chỉ để đúng cái username twitter thôi đúng theo như hướng dẫn ở bên trên này nhé các bạn rồi tiếp theo yêu cầu mình gửi cái ninh trang cá nhân của instagram đó thì các bạn hãy quay trở lại cái instagram của các bạn đó lúc nãy mình vẫn mình làm nhiệm vụ đấy mình các bạn kích vào cái avatar này đó các bạn chờ một chút nó sẽ chuyển vào đúng cái trang cá nhân của mình mạng của bên mình nó hơi chậm nhé các bạn rồi khi mà chuyển về trên trang cá nhân Instagram thì các bạn bấm vào cái nút chia sẻ đây các bạn sao chép cái link Instagram của các bạn các bạn dán vào đây rồi tiếp theo yêu cầu mình gửi địa chỉ ví BF20 Smart Chain cái này thì các bạn có thể lấy ở trên cái ví chút của nét hoặc là Metamask nhé ở mạng BSC Đó, các bạn quay trở lại các bạn dán vào đây thôi rồi tiếp theo hỏi mình đã tham gia vào cái nhóm Instagram nhà phân phối kèo Europe chưa? thì mình tham gia rồi thì mình bấm đô nhé. rồi tiếp theo yêu cầu mình follow Twitter và chia sẻ lại cái link thì lúc nãy mình đã hướng dẫn các bạn comment và tăng ba người bạn đấy. Thì các bạn copy cái cái link đó đấy thì các bạn dán vào đây thôi. rồi tiếp theo yêu cầu mình like và share video và đăng ký kênh nhé các bạn. các bạn đăng ký kênh, các bạn chia sẻ video ở đây các bạn đăng ký kênh này các bạn like rồi sau đó thì các bạn này thoát ra à, các bạn bấm vào avatar này, này các bạn bấm vào kênh rồi tiếp theo thì ở đây thì các bạn hãy bấm vào ba chấm này các bạn bấm vào nút chia sẻ cho mình sau đó các bạn sao chép liên kết rồi các bạn quay trở lại bot các bạn dán nó vào rồi nhiệm vụ của chúng ta như vậy đã ra xong nhé các bạn kích vào cái này để chúng ta kiểm tra số dư này đó, à, số dư thì sẽ có 5.000 tài khoản nhận ngẫu nhiên 100 triệu cái token Super C3. Rồi các bạn bấm vào quyết đao cho mình. Ở đây nó có thông báo là việc phân phối cái mã thông báo sẽ bắt đầu sau khi niêm yết tại sàn giao dịch nhé các bạn. Rồi ok thì cái video chia sẻ cái kèo arop để nhận miễn phí 100 triệu cái đồng token Super C3 đến đây là kết thúc. À, cảm ơn các bạn đã xem hết video.